Con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Pháp Thiện ạ. Con xin cung kính bạch sư, xin sư cho con hỏi cách thức cá bí dâm làm hợp luật trái cây. Trái cây khi còn nguyên vẹn cả quả và có hạt thì phải làm cá bí dâm cho hợp luật. Vậy trái cây cư sĩ đã cắt ra thành nhiều miếng đã chuẩn bị sẵn. Các miếng trái cây này vẫn còn hạt thì khi dâng lên cho chư tăng có cần làm cá bí dâm cho hợp luật nữa hay không? Có vị nói rằng khi trái cây đã cắt ra thì tức làm đã làm hủy hoại sự sống của quả đó rồi, nên khi dâng lên chư tăng không cần làm cá bí dâm nữa. Như vậy có đúng không ạ? Tiếp đó là khi một trái cây còn hạt và nguyên vẹn thì có thể ăn mà không cần làm cá bí dâm, miễn là ăn và bỏ hạt ra, không làm hư hỏng hạt thì có được không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Thì cắt bí dâm ở đây là phải làm trước mặt cái vị tỳ kheo đó thì nó mới hợp. Còn nếu như mình làm nhưng nó không có diễn ra trước mặt một cái vị tỳ kheo ấy cho nên nó không hợp, dù cái người cư sĩ có cắt những cái trái cây đó ra rồi thành từng mảnh nhưng những cái hạt nó vẫn còn ở trong những cái miếng ấy, thì khi dâng đến một vị tỳ kheo vị ấy vẫn phải cắt bí dâm nạ, tức là chỉ là làm cho nó hợp pháp nạ, đó là hủy hoại cái hạt giống ở trong những cái miếng trái cây đó, nên là dù có cắt ra rồi khi dâng các sư thì vẫn phải làm các bí dâm cho nó hợp pháp nạ, chứ không không phải là mình đã cắt ra rồi mà được, mà mình phải vì mình phải làm cái việc đó ở trước mặt một vị tỳ kheo. Hoặc là nếu như có một cái người mang cả một cái rổ trái cây đấy chỉ cần cắt bí dâm một lần là được, còn nếu mình cắt ra thành từng miếng rồi thì mình phải cắt bí dâm lần lượt chứ không được bỏ qua. Còn trong một cái quả ấy, nó có những cái hạt trái cây, ví dụ như là có những cái hạt như trong quả xoài ấy, nó có cái hạt nó rất là cứng, một cái người ta không thể cắn được ấy. Thì cái đấy thì khi cái vị đó ăn thì bỏ ra thì được, nhưng là vị đó không cắn vỡ cái hạt đấy thì là không phạm, vị đó chỉ phạm khi nào vị đó cắn vỡ cái hạt giống đấy thôi. Nhưng mà có những cái hạt nó rất là dễ vỡ, như là trong cái hạt dưa hấu nó rất là giòn, nếu như mà một vị đấy nghĩ rằng là ta sẽ ăn cái hạt dưa hấu này khi nào có cái hạt nào đó ta sẽ bỏ ra thì vị đó sẽ không làm được việc đó, cho nên nó sẽ bị phạm giới. Nên nó còn tùy từng hạt, có hạt thì cái có tùy từng cái trái cây, có trái cây mình có thể là làm như thế được, có trái cây mình không làm được, thì tốt nhất nên cứ cái trái cây nào nó có hạt thì đều nên cắt tí dăm cho nó hợp pháp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, bạch sư, tứ thiền bát định và tứ thiền là hai hay là một ạ? Và tổng cộng có bát thiền hay chỉ tứ thiền thôi ạ? Tứ thiền bát định là nói đến các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới, ví dụ như là một cái người vào bốn tầng thiền sắc giới và bốn tầng thiền vô sắc giới thì có gọi là tứ thiền bát định. Còn tứ thiền thì chỉ nói đến tứ thiền sắc giới mà thôi, như một người mà thực hành thiền hơi thở vị đấy chỉ thành tựu đến tứ thiền sắc giới thôi, đến sơ nhị tam tứ thiền, chứ cái thiền hơi thở nó không thể vượt lên thành cái thiền vô sắc được. Còn một cái vị mà thực hành các biến xứ Kasina thì mới vượt lên các cái tầng thiền vô sắc, thì vị ấy sẽ thực hành tứ thiền bát định. Thì hai cái pháp thiền này là như thế, đó là tứ thiền sắc giới và tứ thiền vô sắc giới, nên gọi là tứ thiền bát định. Còn khi chỉ nói đến tứ thiền sắc giới thôi thì mới nói đến tứ thiền. Hai cái đấy là hai cái pháp khác nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ. Con thưa sư, Bồ Tát giới là Đức Phật chế định hay là các vị trưởng lão ạ? Tức là giới của Bồ Tát. Giới của Bồ Tát thì là chỉ có bên Phật giáo phát triển mới có cái thọ giới Bồ Tát. Bồ Tát còn bát quan trai giới chỉ có trong Đức Phật chỉ dạy về bát quan trai giới đối với Phật tử tại gia thôi, chứ không có dạy Bồ Tát giới đối với Phật tử tại gia. Bên Phật giáo phát triển thì mới có Bồ Tát, mới thọ Bồ Tát giới, mới có Bồ Tát giới. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, yếu tố nào quyết định một hành động là thiện hay ác ạ? Một cái hành động thiện hay ác ở đây nó là do cái như lý tác ý và phi như lý tác ý mà nó tạo nên một hành động thiện hay ác. Như là khi, ví dụ như khi mà con mắt của mình nhìn thấy một cái cảnh gì đó rồi
Mình tác ý, mình suy xét nó là suy xét đúng, tác ý đúng về nó, hiểu đúng về nó, thì nó tạo ra những tốc hành tâm thiện, thì đấy là hành động thiện. Còn khi nào mình hiểu sai, suy xét sai, nhận định phán đoán sai, tác ý, thì cái đấy là do cái tác ý của mình, do mình tác ý sai một cái thì nó khởi lên những cái tốc hành tâm bất thiện. Vậy thì cái tác ý đúng thì nó là nguyên nhân sinh ra những cái hành động thiện, cái tác ý sai nó là nguyên nhân sinh ra những hành động bất thiện. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ. Con xin đảnh lễ sư ạ, bạch sư, xin sư chỉ dạy cho con về lộ trình học pháp, học từ cơ bản tới nâng cao ạ. Con xin tri ân sư và ban tổ chức ạ. Học pháp thì cái này nó còn tùy từng người. Mình học pháp gì trước cũng được hết, học kinh trước, rồi học đến luật, rồi học đến luận sau, hoặc là mình học luật trước rồi học kinh, học luận sau, hoặc học luận trước rồi học kinh, học luật sau đều được hết. Là trong pháp của Phật thì mình học cái gì trước cái gì sau cũng được hết. Nhưng mình cứ học tuần tự, nó là kinh luật luận, học kinh trước thì học luật thì học luận sau, vậy thì nó là tuần tự. Nhưng với một cái người sơ cơ mà bắt đầu vào học Phật pháp, như là một cái người mà bước chân vào vào xuất gia chẳng hạn, người bắt đầu bước chân vào cái con đường thiền gia ấy, xuất gia học đạo ấy, thì cần phải có cái sự học một cách tuần tự ấy. Thì đầu tiên là vị đấy học những cái luật nghi của cái người sơ cơ, của cái người của sa di, tức là vị ấy phải nắm được những cái luật nghi phép tắc của sa di rồi, thì vị ấy hiểu được những cái bài kinh tụng hàng ngày, rồi sau đó là tuần tự vị đấy học về những cái sử lịch sử để hiểu về cái cuộc đời của Đức Phật, rồi những cái giáo pháp căn bản của Đức Phật từ thấp đến cao, rồi tuần tự sau đó thì vị đấy cũng sẽ học đến về về các cái bộ kinh, kinh trung bộ, kinh trường bộ, kinh tăng chi bộ, tiểu bộ, tương ương bộ, thì cũng học lần lượt như vậy, rồi học đến các cái đại về các cái bộ luật, rồi học đến các cái bộ luận vi diệu pháp. Nhưng tùy theo cái khả năng của từng người, vị đấy có thể học ít hay học nhiều, học thấp hay học cao, tùy theo khả năng, năng lực, trí tuệ của mỗi người khác nhau. Vị nào mà có thể học hết được cả Tam Tạng kinh thì càng tốt, không thì vị ấy học theo lối nghiên cứu, học để nắm được những cái ý chính. Có những vị thì học thuộc lòng, cái việc pháp học là như thế, thì tùy theo khả năng của mỗi người, mỗi một cái môi trường, mỗi một vị thầy có cái kinh nghiệm, có cái sự hướng dẫn, có cái cách giảng dạy khác nhau, hay là mỗi ở một cái ngôi trường Phật pháp có cái cách truyền thụ truyền đạt và cái cách thuyết giảng giảng dạy và cái dạy học khác nhau. Còn cái quan trọng vẫn là cái sự thực hành pháp đó bằng cái cách là thực hành về giới, thực hành về định và thực hành về tuệ, thì đấy mới là cái quan trọng nhất. Dù vì đó có học bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà vì đó không thực hành thì cũng không có thấy được cái vị của cái pháp đó. Cho nên là vị đó dù có học ít không nhiều nhưng có thực hành tuần tự thì vị đó giác ngộ ra được những cái sự thật, thì cái trí tuệ giác ngộ ra đấy nó mới quan trọng. Cái trí tuệ mà vị đấy giác ngộ các sự thật thì mới đi đến chấm dứt khổ đau được, phải đề cao về, pháp hành hơn là pháp học. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Pháp Tín ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, con có câu hỏi về pháp học. Trong quyển kinh Nhật tụng tại chùa Phúc Minh, phần Đạo Thánh Đế diễn giải, mục Chánh Tinh Tấn có nhắc tới các ác bất thiện pháp và các thiện pháp. Vậy con có thể tìm đọc định nghĩa về bất thiện pháp và thiện pháp ở trong kinh nào ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Các ác bất thiện pháp và thiện pháp, cái pháp này thì hầu như trong kinh nào Đức Phật cũng cũng nói đến. Có thể đọc tất cả các kinh thì mình sẽ đều thấy được đó là những cái pháp gì là thiện, pháp gì là bất thiện, thì cái đấy tự mình sẽ phải hiểu ra những cái gì nó là những cái pháp chân chánh đi đến chấm dứt khổ đau thì đó là pháp thiện,
những cái gì mà là những cái pháp nó làm tăng trưởng cái phiền não vô minh, tham ái chấp thủ để tăng trưởng khổ đau, nên thì đó là cái pháp bất thiện thì mình cần phải tránh. Thì trong pháp Đức Phật chỉ dạy mình tránh được những cái pháp bất thiện và thành tựu được những cái thiện pháp. Thì tất cả các kinh điển đều hướng đến là đoạn trừ những cái bất thiện mà thành tựu cái thiện mà thôi. Thì kinh nào cũng đều có hết, nên là cứ đọc trong kinh, tất cả các kinh đều mang một cái tính chung, đó là loại bỏ cái bất thiện và viên mãn cái thiện thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Đỗ Hậu ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi làm thế nào để giữ Nimitta lâu ạ? Con tu tập mà Nimitta cứ đến lại đi lặp lại, xuất hiện rồi lại hết. Có phải điều kiện cần và đủ để vào được sơ thiền là cần phải giữ Nimitta từ 2 đến 3 giờ không ạ? Đúng rồi, nếu mà để vào được cái định sâu thì phải giữ được Nimitta. Mà muốn giữ được Nimitta ấy cần áp dụng những cái pháp thiện xả về sự quân bình năm căn, thất giác chi nữa. Tức là tín tấn niệm định tuệ của mình nó không được cái gì nó trội quá, không được cái gì nó yếu quá. Như là mình có phải có đức tin nhưng mà không được tin một cách thái quá, mà phải tin nó phải được quân bình với trí tuệ. Tức là mình có tin rằng nhờ giữ được Nimitta này mình sẽ đắc định đấy, nhưng mà mình phải biết là giữ như thế nào, để duy trì được nó thì cần phải những yếu tố gì, tức là mình cần phải có tuệ ở trong cái đức tin đó, mình cần phải có tinh tấn nhưng mà không được tinh tấn đến mức độ thái quá, mà cái tinh tấn đấy nó được quân bình với định tĩnh. Nhưng là nếu như lúc nào đó mình mà khởi lên cái tâm hăng hái tích cực quá thì nó sẽ dao động, khi dao động thì định nó sẽ yếu đi, thì mình cần phải làm cho cái tâm nó tĩnh nặng lại một tí. Khi cái tâm tĩnh nặng quá thì định nó cũng trùng xuống, nó yếu đi, thì mình lại phải làm cho nó tinh tấn lên một tí. Vậy thì mình phải biết cách quân bình giữa tinh tấn đến với định đó, đừng để cho cái gì nó thái quá, tinh tấn đừng thái quá, tĩnh tâm cũng đừng tĩnh tâm quá. Thế là biết thiện xảo trong cái áp dụng được cái năm căn quyền đó, để cho nó ở cái mức độ trung bình ý, thì mình sẽ giữ được cái Nimitta nó không bị mất đi. Hay là quân bình theo thất giác chi, trạch pháp tinh tấn hỷ, là khi nào mình thấy rõ cái đối tượng đấy là trạch pháp nhưng mà đừng rõ quá, tinh tấn thì cũng đừng tinh tấn quá, hỷ cũng đừng hỷ quá. Khi nào mình thấy ba cái trên trạch pháp tinh tấn hỷ nó nổi trội quá thì lúc đấy mình cần phải quân bình lại bằng cái khinh an niệm và khinh an định và xả. Phải thản nhiên lại một tí, tĩnh nặng lại một tí, phải có cái quân bình để cho nó trùng xuống một chút, nặng nề xuống một chút. Còn khi nào mình thấy cái tâm thụ động quá thì mình lại phải tăng cường ba cái giác chi trên trạch phát tinh tấn hỷ tăng lên. Khi nào ba cái đấy nó mạnh quá thì mình lại phải hướng đến ba cái giác chi dưới, đó là kinh an định và xả. Đấy là biết cách quân bình như vậy, có nghĩa là đừng cho cái gì nó quá nổi trội, đừng cho cái yếu tố gì nó trở nên quá là mạnh, thì mới giữ được cái Nimitta nó đều đều liên tục mà nó không bị mờ đi. Chứ có những người thì khi mà xuất hiện một cái mình chú tâm quá mạnh, thích thú quá nên mình chăm chú quá cho nên nó rực lên một lúc ấy, mờ đi mất. Còn nếu như một người khi mình thấy nó xuất hiện mình cứ thản nhiên bình thường tự nhiên, không có co rút lại mà mình cũng không có tiến đến hấp tấp, nên là mình hấp tấp mình tiến đến thì nó cũng sẽ bị tan đi, mà mình sợ quá mình không dám hướng đến thì nó cũng tan đi. Đấy là cái mà mình cần phải biết cách giữ gìn, đó là thản nhiên tự tại, cứ để cho nó xuất hiện tự nhiên, mình không được chú tâm vào nó ngay tức thì, mình cũng không được hướng tâm sang cái khác, tức là mình không được lảng tránh nó. Thì có biết cách duy trì như vậy thì Nimitta mới liên tục. Mà khi Nimitta có liên tục thì định mới phát triển. Và khi nào mình có thể duy trì cái Nimitta liên tục 2, 3, 4 tiếng liền không gián đoạn thì lúc đấy mình mới có cơ hội, mình mới có khả năng mà tiến được vào cái định cao hơn như là cận định hay là an chỉ định được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đỗ Hậu ạ. Dạ, thưa sư, giữ giới như thế nào để vào được sơ thiền, thiện xảo về định và tướng, ly dục ly bất thiện pháp? Sư có thể ví dụ thực tế cho người tại gia dễ hiểu hơn không ạ?
Giữ giới thì nếu như đối với một người tại gia muốn mà tu tập mà chứng đắc được vào các tầng thiền ấy thì giữ bát quan trai giới là đủ. Giữ được 8 giới trong cái quá trình mình thực hành thiền kết hợp với giữ bát quan trai giới thì sẽ, nhưng mà ở đây giữ giới đấy nó cũng cần đòi hỏi cả cái việc hộ trì các căn nữa. Nên là mình giữ giới ngoài những cái giới căn bản ấy ra thì mình còn phải sống ở một cái môi trường thanh tịnh, tức là các căn mình nó không tiếp xúc với những cái cảnh ô nhiễm hàng ngày, nên là mình giữ được cái sự im lặng, không giao tiếp với những cái người thô tháo bất thiện, mình không tiếp xúc với những cái cảnh mà nó có quá nhiều tiếng ồn ào náo động, với những cái cảnh mà nó có quá nhiều cái sự hạ khả ái hấp dẫn ở những cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Đấy là cái quan trọng nhất ấy, để mà thành tựu được cái pháp thiền đấy, là mình sống trong cái môi trường thanh tịnh, ít những cái ô nhiễm. Ví dụ như là có những người người ta sống ở môi trường nhiều ô nhiễm, thì hay xem phim ảnh, hay đi xem ca nhạc múa hát, hay đi tham gia những cái trò chơi, lễ hội, những cái môn thể thao thi đấu hơn thua, hay là mình hay đi tiếp xúc với lại những cái người khác phái, sinh ra những cái chuyện tình cảm yêu ghét, thì nó sẽ là một chướng ngại cho cái sự thành tựu được cái pháp thiền đó. Vậy thì đấy cũng là một cái cách gọi là hộ trì các căn là như vậy. Cái yếu tố nữa đó là nuôi mạng thanh tịnh, là mình phải sống nuôi mạng ở đây là mình không sống bằng những cái nghề bất thiện, mình không nuôi mạng sống mình bằng những cái pháp bất thiện như lừa đảo dối trá hay là sát hại sinh mạng của chúng sinh khác, làm những cái điều phi pháp bất thiện thì mình cũng không thành tựu được cái pháp thượng nhân được. Vậy thì đấy là những cái yếu tố mà để cho mình thành tựu được cái pháp thượng nhân đó, là giữ những cái giới căn bản ra, còn phải hộ trì các căn, còn phải nuôi mạng thanh tịnh, và còn phải chi túc trong những cái vật dụng hàng ngày. Em sống đơn giản chi túc, tức là người nào mà sống vui vẻ trong ngôi nhà trống, tức là một cái người nào ưa thích sống trong ngôi nhà trống ấy, trong cái phòng của mình nó không có đồ đạc thứ gì, nó chỉ có một cái giường để nằm, một cái ghế để ngồi, cái bàn uống nước, ngoài ra nó không có cái gì, không có tivi, không có tủ lạnh, không có nhiều quần áo, không có nhiều đồ đạc, thì cái người đấy dễ dàng thành tựu được cái pháp này. Còn những người nào mà sống trong cái ngôi nhà đầy rẫy những vật dụng, những cái vật chất, những cái đồ đạc nó quá nhiều, rất khó có thể thành tựu được cái pháp này. Nên là cái người càng muốn thành tựu cái pháp này thì càng sống đơn giản càng tốt. Một cái chòi đá, sống ở một cái nơi thanh tịnh, thản nhiên, và mình nỗ lực thực hành cái pháp thiền đó miên mật thì sẽ đi đến thành tựu. Còn nếu như mình còn muốn hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian, đầy rẫy những cái vật chất thì rất khó thành tựu cái pháp này. Đó là cái pháp này nó là như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đỗ Hậu ạ. Dạ, con thưa sư, dù có đạt được sơ thiền đến tứ thiền, thì lúc cận tử nghiệp vẫn chưa chắc được về cõi Phạm Thiên có đúng không ạ? Sơ thiền đến tứ thiền, nhưng nếu như vị ấy không có miên mật trong cái tầng thiền đấy, nếu như cái tầng thiền đấy mình chứng đắc rồi nhưng mà mình không tha thiết, không có hành trì một cách miên mật, và đặc biệt là mình không có cái ước nguyện mạnh mẽ để được sinh về cõi Phạm Thiên, hay là mình vẫn còn ưa thích những cái đời sống ở ngũ dục thế gian, như là vì dù mình có đắc thiền rồi nhưng mà mình vẫn thích những cái danh vọng lợi dưỡng ở thế gian này, tức là vẫn còn ưa thích những cái ngũ dục ở thế gian ấy, rồi mình vẫn còn thích làm những cái việc này việc kia, và cái thời gian để công phu để duy trì cái pháp thiền đó thì ít, mà cái thời gian để mình làm những cái công việc khác thì nhiều, thì điều đó là không chắc chắn, là cái điều mà mình có thể sinh về Phạm Thiên là sẽ không chắc chắn. Có thể đến một cái lúc cận tử ấy mình không bắt được vào cái an chỉ của cái tầng thiền đó, mà mình chỉ bắt được vào cận định của cái tầng thiền đó thôi, bởi vì mình không có hành thiền miên mật cho nên cái định nó yếu. Cái lúc cận tử mình không vào được an chỉ định mà mình vào được cận định, vào được cận định thì nó chỉ sinh về cõi dục giới thôi, có thể mình sẽ sinh về cõi chư thiên hoặc cõi người trở lại, không sinh về cõi Phạm Thiên được. Còn nếu như mà mình mà quyết tâm quyết chí sinh về cõi Phạm Thiên, khi chứng đắc được cái tầng thiền đấy rồi thì mình phải giữ cái tầng thiền đấy một cách miên mật
chú ở trong cái tầng thiền đấy một cách miên mật, không gián đoạn, ngày nào cũng phải chú ở trong đó, không được bỏ một ngày nào hết, và dành rất nhiều thời gian để chú trên một cái tầng thiền đó, cho nó thâm sâu mạnh mẽ, thiện xả, nhập thiền, xuất thiền bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ khoảnh khắc nào cũng được. Khi một cái người có cái sự thiện xảo như vậy thì đến lúc cận tử vị ấy mới mới vào được cái an chỉ định của tầng thiền đấy và mới chắc chắn sinh về cõi Phạm Thiên được. Còn nếu mình không đạt được những cái thiện xảo ấy thì không đảm bảo, không chắc chắn được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Thiện Hạnh ạ. Dạ, con bạch sư, thì sư cho con trình pháp ạ. Mỗi tháng con muốn thọ 4 ngày bát quan trai giới, nhưng con không đến nơi có chư tăng để xin thọ giới được. Chỉ trong tâm con xin thầm và đọc ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng và con đọc thầm xin tám giới. Con thưa sư, như thế có được không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Có thể được, mình thọ tám giới, tự mình thọ vẫn được. Và mình giữ gìn cái tám giới đấy mới quan trọng. Cái quan trọng là mình giữ giới, còn thọ giới trước một vị khác cũng được, mà tự mình thọ cũng vẫn được. Con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành là Liệu Tâm ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi con nên làm như thế nào khi có người khác chê bai về ngoại hình ạ. Khi đó con cảm thấy buồn và quan sát thấy có tâm sân khởi lên ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Nếu như mình không hiểu về cái thân này thì có thể mình sẽ buồn. Nếu như mình tuệ quán được cái niệm về cái sự chết, về xác chết hoặc quán về 32 thể trược ấy, thì mình sẽ không còn cái khái niệm đẹp xấu nữa. Một là mình thực hành thuần thục viên mãn được cái pháp quán 32 thể trược, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, nách, của ruột màng này, mụn phân mật đà, mủ máu, mồ hôi, nước mắt, nước miếng, nước mũi, nước cướp xương, nước tiểu, mà mình tuệ quán được rõ ràng như thế, bên trong mình và người khác cũng đều là 32 thể trược đó, quán tuệ chi như thật được. Hai là quán về cái xác chết, sự chết. Đầu tiên mình quán một cái xác chết bên ngoài, nó là xác chết, sau đó mình quán cái thân mình là cái xác chết, sau đó mình quán tất cả mọi người cũng là những xác chết, mình quán cái xác chết bên ngoài, xong rồi mình quán chắc chắn ta sẽ chết, rồi mình tưởng tượng cái thân mình giống như xác chết, rồi sau đó mình quán tất cả mọi người khác chắc chắn họ sẽ chết, rồi mình thấy ai cũng như những cái xác chết ấy, cũng dòi bọ hôi tanh như nhau như vậy. Thì lúc đấy là có hai cái cách quán như vậy, một là quán 32 thể trược bên trong mình và tất cả mọi người khác, hai là quán cái sự chết trên mình cũng như tất cả mọi người khác. Thì lúc đấy cái tưởng của mình nó sẽ bình đẳng như nhau, ai cũng như ai hết, không ai đẹp, không ai xấu, ai cũng là cái xác hôi thối này. Thì lúc đấy ai người ta có chê mình cũng không bị buồn nữa, bởi vì mình thấy họ ngu họ mới chê. Còn đến người trí thì không bao giờ chê người người ngu, vì người ta chỉ thấy được cái bên ngoài, người ta không thấy được cái bên trong. Người ta chê người khác mà người ta không biết trong bụng người ta cũng đầy phân nước tiểu. Người ta chê người khác là xấu mà người ta không biết trong họ còn đầy những con giun sán giỏi bọ, còn ghê gớm hơn. Thì lúc đấy mình thấy cái người chê đấy mới người đáng thương, người chê đấy mới là người ngu si. Còn cái người bị chê lại là người trí, cho nên là không buồn. Tại mình chưa đủ trí tuệ nên là mình buồn. Thế nên là phải thực hành những cái pháp tuệ quán đấy, cho nó thâm sâu mạnh mẽ lên. Thì sau này ai nói gì mình cũng không bị buồn nữa. Không còn sống, không còn chấp vào cái ngoại hình nữa. Ngoại hình là không thành vấn đề. Mà cái hiểu biết, ấy, cái trí tuệ ấy mới là vấn đề. Chứ còn ngoại hình này xấu hay đẹp cũng không quan trọng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành là Hữu Thuận ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư. Thưa sư, con thấy các vị sư lên thuyết giảng phải yêu bản thân, nói phải yêu bản thân trước thì mới biết yêu thương người khác. Con xin hỏi như vậy có đúng không ạ? Vì theo con thì thân này chỉ là thân tứ đại tạm bợ. Con kính xin sư giải thích giúp con ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Theo một cái pháp tục đế ở thế gian thì người ta yêu ở đây thì nó có hai cái ý nghĩa. Một là yêu với cái tâm từ ái, hai là yêu với cái tâm tham ái. Nếu như ở một cái vị mà vị ấy không hề biết đến cái pháp thế nào là vị ấy nói cái chữ yêu đấy theo cái nghĩa là cái tình cảm gắn bó, yêu thương giữa con người với con người giống như người thế gian. Người ta cứ dạy nhau là phải yêu nhau,
Yêu thương nhau thì nó có là một cái tình yêu về luyến ái ấy, thì nó sâu nặng lắm. Còn cái tình yêu về cái lòng từ ái, đó là thương người như thể thương thân ấy, hay là trong cái tư tưởng của Đức Phật thì cũng là dạy về cái pháp gọi là pháp về từ 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 bi hỷ xả đối với mình và đối với người. Thì đúng là vị ấy trước khi rải tâm từ cho người khác phải rải tâm từ cho mình đầu tiên. Ví dụ như vị ấy tác ý rằng cầu mong cho tôi được an vui hạnh phúc, rồi vị ấy hiểu được cái điều mong muốn cho mình an vui hạnh phúc như thế nào, thì sau đó mình mới cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc, cầu mong cho những người hiền thiện này, cầu mong cho thế gian này, cầu mong cho tất cả chúng sinh ở trên cao dưới thấp này, ở khắp mười phương hướng này được an vui hạnh phúc. Thì cái đấy, cái câu nói đấy cũng có thể đúng trên cái khía cạnh đó, trên cái khía cạnh của một cái người đang muốn phát triển cái pháp từ tâm, cái tâm từ bi hỷ xả. Thì đấy cũng chỉ là một cái pháp tục đế thôi, đấy là một cái pháp để tăng trưởng cái lòng từ bi bác ái nên thì đúng, theo cái nghĩa đấy thì đúng. Còn nếu như mà một cái người nào mà đang thực hành cái pháp tuệ quán, tuệ giác để giác ngộ ra các cái chân lý, các cái sự thật ấy, thì vị đó cần thấy được cái sự thật trên cái thân mình là thấy thân là bất tịnh, thấy thọ là khổ, thấy tâm vô thường, thấy pháp là vô ngã, hay là quán cái thân này là vô thường khổ vô ngã, để vị ấy nhàm chán đối với cái thân này, ni tham đối với thân này, đoạn diệt những cái chấp thủ đối với cái thân này, thì cái pháp môn đấy nó lại khác. Cái pháp này là để phát triển cái trí tuệ để đi đến ni tham, thì vị ấy phải thấy ra các sự thật. Ở đây cũng không phải là ghét thân mà cũng không phải là yêu thân, mà chỉ là thấy sự thật về thân, nó là bất tịnh, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Thấy ra như vậy để mình không còn tham ái, không còn chấp thủ với thân mình, thì mình cũng không tham ái chấp thủ với thân của người khác. Thì ở cái khía cạnh đấy, cái ý nghĩa ấy, cái pháp môn ấy nó lại là một cái pháp khác. Còn cái yêu thân mình và yêu thân người thì nó lại là một cái pháp khác. Nó cũng là hai pháp đều đi đến cái sự cao thượng cả, nhưng mà cái pháp mà dạy về tâm từ bi hỷ xả đấy là cái pháp tục đế. Còn cái pháp dạy mình tuệ quán ra được cái sự thật về cái thân này để đi đến nhàm chán ni tham ấy, thì đấy là cái pháp chân đế, để đi đến niết bàn. Hai cái pháp đấy cũng đều Đức Phật đều dạy cả, nên là Đức Phật dạy cả pháp về tục đế và chân đế mà, đều là pháp của Phật hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Pháp Thiện ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, trong luật phân tích giới tỳ khưu, mục tội Pakitiya ưng đối trị, mục chỉ có cặp vợ chồng có giới quy định là vị tỳ khưu nào sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống thì phạm Pakitiya ưng đối trị. Con xin hỏi nếu vị tỳ khưu đó về gia đình cha mẹ của mình mà gia đình chỉ có hai người là cha và mẹ của mình thôi thì có phạm giới không ạ? Nếu như vị tỳ kheo ấy đi vào trong một cái gia đình mà chỉ có một cặp vợ chồng, vì đó ngồi xuống thì sẽ phạm cái pháp ưng đối trị. Thì đấy là một cái pháp mà Đức Phật dạy như thế để cho những cái vị tỳ kheo ấy không có đường đột đi vào trong xóm làng, để đi vào trong những cái ngôi nhà khác chỉ có những cái cặp vợ chồng như vậy. Nó có thể sinh ra những cái hiểu lầm, nhưng mà khi về cái ngôi nhà của mình ấy, về cái ngôi nhà của là cha mẹ mình, thì cha mẹ mình thì ở đây trong cái trường hợp này thì nó sẽ khác, nó không như là trong một cái gia đình của một cái người cư sĩ tại gia xa nạn thì nó khác. Còn là khi mà một cái người vị đó về trong cái gia đình nhà mình thì những cái người cha mẹ mình sẽ nó sẽ khác, và có thể nó sẽ không nằm ở trong cái quy định này, trong cái giới này được. Còn tùy theo cái ứng xử của cái vị đó nữa, vị đó còn phải ứng xử nó như thế nào, ứng xử nó có phù hợp hay không phù hợp. Nói chung là cái pháp này nó còn tùy tùy theo từng trường hợp, nên nó không có thể giảng giải một cái cách cố định được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Doãn Hoàng ạ.
Dạ, thưa sư, con có một vài câu hỏi mong sư hoan hỷ giải đáp ạ. Thưa sư, xin sư giải thích phân biệt giúp con giữa chư thiên Naga và loài Naga bằng xanh với ạ. Tuổi thọ của cõi tứ thiên vương là 50 năm hay là 500 ạ? Bởi có nhiều nguồn nói là 500 năm, nhưng bản lịch của thầy Minh Châu thì nêu là 50 năm ạ. Cõi tứ thiên vương thì có tuổi thọ một ngày một đêm bằng 50 năm ở cõi nhân gian, và các tuổi thọ của các vị ấy bằng 500 năm ở chư thiên, thì tính ra ở cái cõi người là bằng 9 triệu năm ở cõi nhân loại. Thì cái cõi tứ thiên vương đấy sẽ bao gồm các vị chư thiên ở trên hư không, chư thiên trên mặt đất, các vị thần cây, thần sông, thần núi, thần Laga, Kiêu Bằng Trà, Dạ Xoa, Giác Kha, các cái vị diêm vương cai quản ở địa ngục, và các cái vị dạ xoa, các chim sĩ điểu ổ vương, rất rất nhiều loại chủng loại khác nhau, vô số loại khác nhau. Thì trong đó ngay cái loài rồng Naga cũng rất nhiều loài rồi, Naga hóa sinh, Naga từ trứng sinh, Naga từ thấp sinh, Naga từ thai sinh, rồi các loài chim sĩ điểu cũng vậy, hóa sinh, thai sinh, noãn sinh đều có hết. Rồi các hàng chư thiên thì chủ yếu là hóa sinh. Vậy cho nên các hàng chư thiên ấy cũng tùy theo cái phước của mình. Có những cái vị nào có phước lớn thì hưởng những cái phước lạc sung sướng, sung mãn. Có những cái vị cái phước rất là thấp, rất là nhỏ. Các vị ấy làm các vị chư thiên không có lâu đài, sống về nương nhờ vào cây cối, sống về nương nhờ vào những cái ngôi nhà của những cái người dân người ta dựng nên. Vị ấy ngự ở đấy, trú ở đấy. Rồi những cái thức ăn nó cũng vậy, có những vị thì luôn luôn có những cái thiên thực mỹ miều cao thượng, nhưng mà cũng có những vị phải ăn những cái thức ăn nó rất là khổ sở, như phải bắt những cái chúng sinh khác để ăn, như là chim sĩ điểu phải bắt rồng naga để ăn thịt, rồng naga để bắt ất nhái để ăn thịt, rồi có một số dạ xoa thì xuống địa ngục để bắt những chúng sinh ở dưới địa ngục để ăn thịt, hay đôi khi phải biến thành xài lang, hoặc là các cái loài diều hâu xuống địa ngục để ăn thịt những chúng sinh dưới đó. Thì các hàng chư thiên ở cõi tứ thiên vương này rất là đa dạng, rất nhiều chủng loại, có thiện có ác, có những cái vị có hình tướng đẹp, có vị hình tướng xấu, có vị tuổi thọ dài, có vị tuổi thọ ngắn, và đấy là cái hàng chư thiên ở cõi tứ thiên vương, rất gần gũi với con người nhưng rất đa dạng như vậy đó. Phải tìm hiểu vì này rất là dài, nên đọc ở trong chú giải người vào cõi thì sẽ hiểu sâu hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi tiếp theo từ hành giả Doãn Hoàn ạ. Dạ, con thưa sư, đối với các chuyện tiền thân trong kinh Tiểu Bộ, có những mẩu chuyện Bồ Tát sinh ra làm loài bàng xanh, không thể phủ nhận là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác luôn là vị có trí tuệ và có những điều rất đặc biệt và phi thường. Nhưng việc sinh ra trong loài bàng xanh lại luôn nói chuyện với gia chủ, đôi khi còn lạy hội chúng con người lữ giới thì liệu có hợp lý không ạ? Con xin sư cho ý kiến ạ. Đúng là một vị Bồ Tát khi được thọ ký rồi, tức là vị ấy đã tạo các ba la mật rất nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều A Tăng kỳ kiếp rồi. Đôi khi một cái nghiệp bất thiện nó trổ vào cái thời điểm tục sinh, vẫn tái sinh làm bằng sinh. Vẫn tái sinh làm những cái chúng sinh khác nhau. Nhưng cái trí tuệ, cái ba la mật của vị ấy đã tu tập, cho nên dù sinh làm cái loài gì, vị ấy cũng có một cái trí tuệ hơn người. Trí tuệ dù là bằng sinh nhưng trí tuệ vẫn hơn cả những con người bình thường khác, và có khả năng nói được tiếng người một cách thông thạo, có khả năng giáo dục, giáo hóa, dạy bảo những đạo lý, những triết lý rất cao siêu cho con người. Điều đó là hoàn toàn có. Điều đó chỉ có ở các vị Bồ Tát đã thành tịnh, các vị Bồ Tát đã được thọ ký, các vị Bồ Tát đã rất là thâm hậu, sung mãn các ba la mật. Và điều đó rất là thường tình xảy ra, nên những cái điều trong chuyện tiền thân là hoàn toàn có thật. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Phùng Minh Tuấn ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi việc siêng năng học tập trên trường lớp có tạo phước hay giúp ích gì trên con đường tu tập của mình không ạ? Con xin tri ân sư nhiều ạ. Siêng năng học tập trên trường lớp, học tập thì cũng là một cái pháp để phát triển cái văn tuệ. Một cái người có học nhiều thực hành giỏi cũng là một cái phước lành cao thượng chứ không phải là không.
người học rộng biết nhiều cũng tạo ra những công đức phước này. Nhưng mà cái vấn đề là vị đó còn cái thái độ, cái tâm lý, cái tư tưởng học của vị ấy như thế nào. Nên là có những người, người ta học với những cái tâm chân chánh, muốn khai mở kiến thức, muốn phụng đạo giúp đời, làm lợi ích cho mình và cho người, thì những cái pháp học đấy đem lại công đức phước này. Nhưng cũng có người, người ta chỉ học với cái tâm rất là ích kỷ, nghĩ rằng mình học để hơn người, mình học để khoe khoang, để khoe tài, để coi thường những người không học, để tỏ ra là mình hơn người, giỏi hơn, và khinh bỉ và coi thường những người khác. Thì những cái pháp học đấy nó là tổn phước, nó là bất thiện. Còn có những người học thì người ta chỉ biết là học để diệt trừ những cái ngu si, để khai mở cái trí tuệ, để hiểu biết những cái chưa hiểu biết. Rồi sau đó vị ấy sẽ giúp những người khác với những gì mình đã hiểu biết, giúp cho người ta cũng trở thành những người trí thức hiểu biết như mình. Thì đấy là cái người tăng trưởng được công đức trí tuệ. Vậy thì cái học đấy nó còn tùy thuộc vào cái tâm tánh của cái người đó với cái tâm thiện để học thì người đấy đang tạo thiện nghiệp, người đó với cái tâm bất thiện mà học thì đó là đang tạo cái nghiệp bất thiện. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Minh Niệm ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, khi con hành thiền thì con thấy sự chú tâm vào hơi thở thông qua chóp mũi khó quan sát hơn là khi con quan sát sự phồng xẹp ở bụng. Vậy con có thể đổi sự chú tâm từ mũi qua bụng được không ạ? Xin sư hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con ạ. Con xin tri ân sư ạ. Không nên làm như vậy. Mỗi một cái vị trí, mỗi một cái đối tượng chú tâm nó là một cái pháp thiền khác nhau. Nếu như mình thực hành những cái pháp thiền tứ đại mới quan sát cái phồng xẹp ở bụng và mình cần phải thấu hiểu cái phương pháp, cái lộ trình thực hành cái thiền tứ đại đấy từ đầu như thế nào và kết thúc và sự thành tựu ra làm sao thì mình thực hành cái pháp đó. Còn nếu như mình thực hành thiền hơi thở thì mình cũng cần phải hiểu được cái phương pháp lộ trình, cái con đường và sự thành tựu thực hành cái pháp thiền hơi thở này như thế nào, thì mình phải giữ đúng cái tâm ở cái đề mục đó. Thực hành thiền hơi thở thì phải chú ở trên cửa mũi chứ không được đưa đi khỏi cái vị trí đó, thì mới đạt đến nhất tâm, mới đắc được, định được, thì mình mới vào được các cái tầng thiền của cái thiền hơi thở được. Còn nếu mình đưa ra khỏi cái vị trí của cái cửa mũi đấy thì nó không còn là thiền hơi thở nữa, lúc ấy nó sẽ bắt vào một cái pháp thiền khác và mình sẽ không thành tựu được cái thiền hơi thở. Nên muốn thực hành thiền hơi thở bắt buộc mình phải để tâm ở trên cửa mũi, ở điểm xúc chạm đấy, và nhất tâm trên hơi thở đấy, gắn bó với hơi thở đấy cho đến khi mình đắc định thì thôi. Là con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thiện Mỹ ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi lịch sử hình thành và phát triển của chùa Phúc Minh kể từ lúc sư về chùa, cùng với định hướng phát triển của chùa trong thời gian 10-20 năm tiếp theo, khó khăn và cản trở hiện tại nếu có ạ. Cái đấy thì lúc nào về chùa thì sư sẽ đọc lịch sử cho mà nghe. Đây dài quá không có thời gian. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thiện Mỹ ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con biết thêm về vị thầy đáng kính thời điểm sư đi học ở bên Myanmar. Con xin tri ân sư ạ. Thầy đáng kính ở bên Myanmar có rất nhiều các vị thầy đáng kính. Tất cả các vị thiền sư mà sư đã học ở bên đó thì vị đáng kính nhất là Ngài Ba Âu, viện chủ của thiền viện Ba Úc. Rồi tất cả các vị thiền sư mà đã được dạy thiền đều là những vị thầy đáng kính. Tất cả các vị tỳ kheo đang hành thiền ở đó đều là những vị tỳ kheo đáng kính. Tất cả những hành giả đang thực hành những pháp thiền trì quán ấy đều là những bậc đáng kính. Cứ ai thực hành, ai hăng học cái giáo pháp này và thực hành giáo pháp này đều là những người đáng kính hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Phan Huế ạ. Dạ, con xin kính đỉnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Trong Phật giáo có hai vị Phật là Phật Thích Ca, giáo chủ cõi Ta Bà và Phật A Di Đà, giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, hay cùng là một vị Phật ạ? Vì con vẫn thắc mắc, xin sư giải đáp giúp con ạ. Con xin tri ân ạ. Phật thì thực ra thì khi mà một vị Phật ra đời thì 10.000 thế giới xung quanh không có vị Phật nào khác. Nếu mà theo đúng cái quan điểm truyền thống, theo đúng như trong Tam Tạng Thánh Điển thì Đức Phật chỉ nói đến 24 vị Phật ở trong quá khứ.
kể từ bốn A Tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp đến bây giờ, từ Đức Phật Dipankara thì Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Bồ Tát Sumedha cho đến bây giờ, thì là có 24 vị Phật đã trải qua. Và trong kinh Nguyên Thủy thì Đức Phật không có nói gì đến Đức Phật A Di Đà cả. Có thể đó là mấy trăm năm sau các nhà truyền giáo đại thừa phát triển mới phát sinh thêm rất rất nhiều các vị Phật, chứ không phải là chỉ có Phật Di Đà không. Vô lượng vô số Phật là được phát sinh về sau này. Còn Đức Phật thì có nói đến Phật quá khứ, hiện tại, tương lai, nhưng mà giới hạn nó cũng không có quá nhiều. Vì vậy nên là tốt nhất bây giờ mình chỉ cần tìm hiểu lịch sử của Đức Phật Thích Ca là đủ rồi. Và cái đạo hạnh, công đức, trí tuệ, các cái ân đức của các vị Phật thì là như nhau hết. Nên mình học một vị Phật là mình sẽ hiểu hết tất cả các vị Phật. Mình kính một vị Phật cũng đã là kính tất cả các vị Phật rồi. Không cần phải đi tìm hiểu quá nhiều làm chi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Phương Thái ạ. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi bốn điều Đức Phật không làm được có trong kinh tạng hoặc chú lời của Phật giáo Nguyên Thủy không ạ? Nếu có thì nó ở bài kinh nào ạ? Nếu không có trong kinh tạng thì những điều đấy có hợp với kinh và luật không ạ? Bốn điều mà Dạ, Đức con xin đọc lên bốn điều của vị này hỏi ạ. Dạ, con thưa sư, bốn điều đó là: điều số 1, nhân quả không thể đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể nhận thay. Điều số 2, trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ phải tự mình tu học. Điều số 3, liệu pháp không thể diễn tả được, bản thể chân thật của vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu được, chỉ có thể dựa vào thực chứng mà thôi. Điều thứ 4, không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời mà ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không dễ khó mà thấm nước. Phật môn tuy rộng, khó độ người vô duyên. Đấy là bốn điều của vị hành giả này hỏi ạ. bốn điều này là có thật, bốn điều này là chính xác, đúng. Khả năng của Đức Phật cũng không làm được bốn điều này. Có những chỗ Đức Phật có nói, nhưng chính xác bài kinh nào, đoạn kinh nào thì sư không nhớ. Nhưng bốn điều này rất phù hợp, rất đúng, chứ không phải là không. Nên những cái điều đấy là chấp nhận được. Con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ sư. Con kính thỉnh sư chỉ dạy cho con ý nghĩa của đoạn kinh sau. Này Sariputta, ở đây ai bố thí với tâm cầu mong, bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ này trong đời sau, bố thí không với ý nghĩ lành thay sự bố thí, nhưng sự bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang vị tâm, do vị ấy bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên, và khi vị ấy nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, quyền uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị bất lai, không trở lui trạng thái này. Con hiểu ý nghĩa đoạn kinh này như sau: nếu vị ấy bố thí để trang nghiêm tâm, trang vị tâm thì có thể trở thành vị bất lai trong tương lai. Kính mong sư chỉ dạy cho con về ý nghĩa của trang nghiêm tâm, trang vị tâm. Con xin kính thành kính tri ân sư ạ. Đây là ý muốn nói là có những người bố thí, người ta muốn mong cầu hưởng thụ những cái phước lành ở thế gian, như là sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, có sắc đẹp, có trí tuệ, có tài sản, có danh tiếng, có chức quyền. Thì đấy là cái cách bố thí, thì mong cầu rất là thông thường của người đời. Nhưng có những hạng người bố thí nhưng không mong cầu những cái điều đó, mà coi rằng những cái điều đó là tầm thường. Và vị ấy bố thí trang nghiêm tâm, trang bị tâm ở đây là vị ấy mong rằng mình đạt được những cái tâm thượng, những cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng. Thì vị ấy bố thí để diệt trừ đi cái tâm bỏn sẻ, tức là vị ấy chỉ mong rằng với cái sự bố thí này để ta không còn lưu luyến đối với những cái vật bố thí, để có cái tâm xả thí cao thượng, để mình tức là bố thí với cái tâm xả đi những cái tham ái đó. Ví dụ như là một cái người đi xuất gia, vị ấy sẵn sàng bố thí vợ con nhà cửa. Thì cái đấy là không phải là vị đó mong cầu tôi bố thí những cái này để được mong cầu cái phước này, mà buông xả. Thì để cái tâm, cái bố thí đấy với cái có cái tánh buông xả nhiều hơn,
Tức là ví dụ như khi vị ấy đi xuất gia, vị ấy sẽ xả bỏ tài sản, xả bỏ người thân, xả bỏ tất cả những cái gì mình đang sở hữu, vị ấy không luyến tiếc nữa. Như Đức Phật, Bồ Tát đi xuất gia, ngài xả bỏ ngai vàng, ngài xả bỏ tất cả cái quyền lực địa vị của mình, mà chỉ để mong cầu thành tựu được những cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. Thì đấy là cái cách gọi là bố thí để trang nghiêm tâm. Thế là bố thí với cái tâm buông xả như vậy, chỉ vì cái mục đích đó là cầu được cái đạo giải thoát. Chính vì vậy cho nên là vị ấy ni tham, cho nên là chứng được các tầng thiền. Vì bố thí không có tham ái mà, cho nên chứng được các tầng thiền, nên vị ấy mới có thể thành tựu được các cái pháp về thiền thông đạo quả, rồi chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả hay tứ quả đều có thể thành tựu được hết. Thì vậy thì khi bố thí mình cứ nguyện là với cái công đức bố thí này cầu cho con được chứng ngộ niết bàn, đoạn trừ tham ái, chứng ngộ niết bàn trong ngày vị na. Thì cũng đấy cũng là một cái pháp bố thí để trang nghiêm tâm đó, để làm cho tâm của mình thanh tịnh hóa đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Nguyễn Văn Tùng ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, con có một người quen muốn hỏi là một vị A-la-hán thì có dấu hiệu nào để nhận biết không ạ? Có người tự xưng là A-la-hán thì mình phải căn cứ vào đâu để nhận biết ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Một vị A-la-hán dấu hiệu vào đâu để nhận biết được? Thì cái này chỉ một vị A-la-hán mới nhận biết được một vị A-la-hán thôi. Còn một vị chưa phải A-la-hán không thể nhận biết được một vị A-la-hán được. Vì chỉ thời Đức Phật thì Đức Phật tuyên bố đây là A-la-hán, vị kia là A-la-hán. Nhưng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì không ai tuyên bố điều đó nữa. Cho nên cái dấu hiệu để nhận biết một vị A-la-hán đối với cái thời bây giờ là không 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 thể có cái dấu hiệu để nhận biết được. Nhưng mà một vị mình chỉ có thể hiểu được những đức tính của một vị A-la-hán thôi. Một vị A-la-hán thì phải có tam minh, có túc mạng minh, có thiên nhãn minh, có lậu tận minh. Một vị A-la-hán thì tuyệt đối không còn bất cứ một cái kiết sử nào, không còn bất cứ một cái phiền não nào, năm thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử, đoạn trừ hết. Nhưng là vị ấy diệt trừ thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, không còn tham dục, không còn sân hận, không còn tà kiến, không còn vô minh, không còn ngã mạn, không còn chấp trước một cái gì trên đời. Thì đó là một vị A-la-hán là như vậy. A-la-hán hoàn toàn sống một cái đời sống buông bỏ, buông xả, không chấp thủ, không chấp trước một thứ gì trên đời. Thì đó là một cái đời sống rất là thong dong tự tại của một vị A-la-hán. Nhưng một vị A-la-hán đấy sẽ không bao giờ tùy tiện tuyên bố rằng mình là A-la-hán. Nếu như một vị A-la-hán còn nghĩ rằng ta là A-la-hán, hay còn tuyên bố rằng ta là A-la-hán, thì vị ấy chắc chắn sẽ không phải là A-la-hán. Vậy thì bất cứ ai có cái sự tuyên bố đấy thì mình có thể tin chắc rằng đây là một cái người bị ảo tưởng, bị ngộ nhận, bị tâm thần, hoặc là bị tăng thượng mạng, chứ không phải A-la-hán thật. Là con thưa sư đã hết tất cả các câu hỏi được gửi tới trong ngày hôm nay. Mọi người hồi hướng. Idam me punyam asavakajam vaham hotu. Idam me punyam nibbanasa pajajo hotu. Mama punya pagam sabasabdhanam pacemi tesabe medamam punya pagam napantu sadu sadu sadu.